Liệt kê ba thứ mua về để ăn nhưng không ăn được. Mời cả hai. Ba thứ mua về để ăn nhưng không ăn được. Một câu hỏi gì nó vô nghĩa như vậy? Câu gì kỳ vậy chị? Những người nào không thông minh mới nói trả lời là vô nghĩa. Hết giờ. Bát dĩa. Chính xác. Nhìn đáp án xong rồi mới nói. Mua về để không ăn. Nhìn trước. Có ai nói là đi mua chén về ăn không? Ủa, em mua về để ăn cơm chứ ăn gì? Thôi chịu thôi chị. Quay đi, 12 vòng nè. Quá chán rồi mọi. Vô số 10 đi. 2, 10. 2, 2, 2, 10. 10. Trời ơi. Ngọc. 10. 10. Trời ơi. Ngọc. Ngọc. Ác gì Ngọc. 3. Chơi dơ đi tiền nghiệp. 5. 8 rồi. 8 rồi anh. 7. Đủ rồi anh. 8. 8. 9. 9. 10. Theo dòng thời gian thì cái máy. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là đội này là một đội vô cùng đoàn kết. Đồng đội trả lời không được. Nhỏ xoay nói chán đồng đội. Vô số 10 đi, y chang. Giết nó không? Giết nó. Anh Giang, cẩn thận có địch phía sau lưng. Chấp địch luôn. Dỡ qua trời khác. Chấp địch. Trên chiếc đồng hồ treo tường có bao nhiêu chữ số 1? 4. 12 nè, 11 là 5 3. Chữ, 5 hết chữ. Giờ. 5. Số 1 5 là 4. Chính xác. Ồ, mừng quá. Nhưng mà hết giờ rồi. Không, giờ rồi. Kịp, vẫn còn kịp. Dạ. Vẫn còn giây cuối cùng. Giả sử 1 bằng 6, 2 bằng 12, 3 bằng 18, 4 bằng 25, 5 bằng 30 thì 6 bằng mấy? Quá đơn giản luôn. 36. 35 anh. 46. 42. 30. Không, 30. Chính xác. Hãy nghe đây. Giả sử 1 bằng 6, 2 1, bằng 12, 3 bằng 18, 4 bằng 24, 6 bằng 1, 5 bằng 30 thì 6 bằng mấy? Bằng 1. Chính xác, bởi vì chúng tôi giả sử từ đầu. Dạ nói là đừng có vô cái câu phán hả? Số 2 thằng Ngọc ơi. Đâu ra. Đời mà BB. Yeah, 5 nè. Đồng, dạ, có món ăn. 1. Tụi em đang đói bụng hả? 2. Trời ơi, ác ghê. 3. 4. Em đang có nhu cầu giảm cân chứ không có cần ăn hả mọi người? Đây, 5 vòng và 1 món ăn. Gân với dùm anh, Vinh với dùm anh. Còn em, riêng em là anh phục vụ luôn Ngọc ạ. Riêng em là anh phục vụ luôn. Ủa, em chỉ quay thôi mà chứ em có chơi chương trình này đâu. Chị bị ăn luôn chứ, chị bị thua, đòi chị thua mà. Này, bớt bớt lại nha. Trời ơi, cho ăn cái gì vậy mọi người ơi? Ngon lắm, bò Kobe xào nấm. Trời ơi. Món khoái khẩu của chị Ngọc. Không. Bí bí chàng, hả miệng nào. Món gì vậy? Hả miệng. Hả miệng. Hả miệng. Món này giảm cơn ăn tốt. Nhai. Nhai. Dạ, hả miệng nào. Tiêu quá. Nhai. Có ghê không bí bí? Rồi, hả sai to nhất đi chị. Ô, to nhất. Hả miệng ra. Ăn sống ghê quá. Nhai cắn đi, cắn đi. Sao? Trời ơi, Vinh ăn vậy trời. Trời Vinh ơi. Biết ăn ghê quá. Dạ ăn, dạ, dạ thích món này mà, dạ thích món này. Nhưng mà ăn với phở thì ăn không hơi kỳ. Ngon dạ. Trời ơi, bây giờ thở có mùi luôn anh. Trời phải bây giờ vô nụ hôn cái thích ha. Đắng ngát luôn á. Có mùi luôn á. Là ba đứa hôn nhau đó chứ không phải tụi tôi hôn đâu. Trời ơi, ghê quá. Em thấy Ngọc như hại hai đứa mình đó chị. Nếu mà nói về nụ hôn thì bên tôi có sức mạnh đó nha. Anh Luật. Bộ râu anh Luật là vô địch. Cô nói thêm bộ râu. Câu hỏi này vui vẻ hài hước. Có một lão tiều phu vào rừng đốn củi. Ông leo lên ngọn núi cao 980 mét. Ông rớt xuống cái bịch. Hỏi ông có chết không? Không. Vì sao? Ông rớt cái bịch chứ không phải là ông rớt. Chính xác. Yeah, hay quá vợ ơi. Dễ gì làm khó được đồng đội em. Nãy giờ chỉ có mình Ngọc làm khó đồng đội á Ngọc. Trời ơi, ác ôm dữ sợ. Ông xin lỗi BB. Xin lỗi mình BB à. Gương mặt thánh thiện đồ. Bộ chị chết ra Ngọc. Lâu lâu BB vô. Anh nói em tại sao à, thấy biết lý do tại sao mà lúc nào đứng chung với lại đội của Lan Ngọc là lúc nào cũng thua là vậy đó. Tại sao? Tại Lan Ngọc lúc nào cũng phản phé đồng đội. Hèn chi. Câu tiếp theo. Bánh đúc, bánh mì, bánh chè, bánh bông lan, bánh gì có xương? Bánh chè. Chính xác. What? Xin cho hỏi giám khảo.
bánh chè là gì? Xương bánh hỏi, chè. Đừng hỏi. Xương bánh chè. Giả sử năm nay Lâm với già 45 tuổi thì hỏi già có bao nhiêu ngày sinh nhật? 40... Một ngày. Một ngày một duy nhất. Một ngày sinh nhật. Chính xác. Có sự nhắc nhở của đồng đội. Không tính. Chắc cũng trả lại 45 ngày này phải không? Trời ơi, người ta không. Nhà Long bé có 5 anh em trai. Long bé. Long bé. Người thứ nhất tên là Nhất Long. Người thứ hai tên là Nhị Long. Người thứ ba tên là Tam Long. Người thứ tư tên là Tứ Long. Hỏi người thứ năm tên là gì? Long bé. Trời ơi. Anh đùa đấy rồi. Em như là anh nghe câu hỏi bên kia hay sao? Làm gì? À dễ quá hả? Trời ơi, mẫu giáo luôn á. Chơi chuyện anh ơi. Ví dụ như là người thứ tư tên là Phong Long thì người thứ sau tên gì? Rồi vậy câu khó hơn. Liệt kê 5 con sông ở Việt Nam. 5 sông Trường Giang. Việt Nam hay Việt sông Nam? Trường Giang. Việt Nam, Việt Nam. Sông Hậu Giang, sông Tiền, sông Cửu Long, sông Hồng. Sông Bé. Sông Hồng. Sông Tiền Giang. Không, sông Tiền, sông Hậu Giang, sông Trường Giang, sông Cửu Long, sông Hồng. Đó, hợp lý. Các bạn biết con sông Trường Giang ở Việt Nam là đâu không? Biết, ở Quảng Nam. Đúng rồi. Con sông rất là ngắn, không có đầu và không có cuối. Hai đầu đều đổ ra biển. Ba tôi đặt tên tôi theo con sông đó. Kể tên 5 người nổi tiếng có chữ G. Trường Giang. Trường Giang. Hương Giang. Lan Ngọc. Giang. Lan Ngọc. Lan Ngọc. Nhắc rồi. Ngọc nghe. Ôi. Quỳnh nha. Hết giờ. Nhưng mà nhắc rồi, người đây không được nói. Mời xây. 12 thôi. Đủ 12 thôi. Đủ hôm. Có một đủ hôm. Đủ hôm à, hôm anh Vinh liền. Đủ hôm. Đủ. Bốn vòng. Trời ơi, có thành trả lụa rồi. Cái này là rồi mà. Cái này sắp thử vậy đó. Ủa, bốn đó, bốn đó. Hãy liệt kê 5 tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh có 4 chữ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Nguyễn Thanh Quang, Lê Thị Hồng Gấm. Hết giờ. Cách quá mạng trời vậy. Cách mạng tháng 8. CMGA. Không nhớ được một câu nào luôn bây giờ. Chị đọc lẹ quá, em không kịp đoán cái nào luôn, sợ trùng với chị đó. Hôm đi Vinh ơi. Anh Luật, anh giúp em MVP đi. 5 vòng và 1 đường hôn. 5 vòng trước đi. Bay 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 bay. 1 Bay bay. 5 vòng nó hôn được á. Trước 5 vòng nó lấp cái mặt rồi. 1 rồi nha. Vinh Hùng. Không không Vinh Anh Luật có rồi. Nếu mà bây Vinh giờ, này này này. Bây giờ nếu anh Hùng là một lát nữa anh tới đây anh quay. Đúng còn rồi. Nếu em Hùng thì em quay. Nếu bây giờ Vinh mà Hùng mọi cho hai người, đó là phần thưởng cho phải hình phạt. Đúng rồi. Còn nếu Luật mà bây giờ Hùng với Trần, đó là hình phạt cực đỉnh. Đúng. Anh Hùng đi. Em chấp nhận. Anh Hùng cái cổ nha. Cô ơi cổ, lỗ tai rồi. Okay, anh bậm môi lại đi. Cho cái bụng, cái bụng bàn chải. Đeo quá, là đi trước. À, cái này là anh Luật sợ chứ không phải Tiên sợ. Cái gì á? Vậy Hùng dạ đi. Hùng dạ coi như em gái thôi, gì đâu. Thôi. Thì em cũng như em gái thôi nè. Hùng dạ còn gớm hơn Hùng BB nữa. Trời thiệt luôn á. Ôi, anh Luật. Lên da gà, lên da gà. Không nhỏ anh không có hôi hành thiệt luôn á. Anh nói mà. Hai. Dạ. Ba. Đầu bài hả dạ. Bốn. Năm. Trời ơi sao bà thở. Đứa cao đứa dưới đứa lùn, cuối cùng con lùn chết chứ. Câu tiếp theo, liệt kê 5 loại hạt không ăn được. Hạt nhân. Dưa hấu. Hạt sa mu chê. Hạt dưa hấu. Mãng cầu. Hạt đậu, hạt thơ, hạt thông. Hạt đậu sao mà ăn được. Không, chính xác. Không ăn được mà. Tự nhiên trả lời hạt dưa hấu. Tào lao vậy Thúy Ngân. Hạt dưa hấu, hạt dưa ăn được. Nói chung các loại hạt không có được. Ví dụ như hạt giống tâm hồn có đâu mà ăn. Hạt nhân. Hạt nhân đúng nè. Hạt nhân là không thể ăn. Hạt nhân đúng đó. Nè. Hạt nguyên tử không được luôn. Rồi. Hạt dưa hấu cũng đâu ăn được. Đi đi. Quay. Số 2 thôi. Số 2. Số Ngọc bây giờ nó vô tòa xuống lớn không à. Rồi xong rồi. Đi đi ơi. Đi. Đen nó xuống. Bốn. Năm. Hết giờ. Và hết câu hỏi. Tất cả đã bị bao vây.
phải không Cưng? Thưa quý vị, xác ướp hoàn thành và trong thời gian xác ướp hoàn thành thì đội của các bạn đã mang về 6 đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Yeah! Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.